Bé gái 5 tuổi bị chủ cửa hàng đăng ảnh lên mạng xã hội vì lấy chiếc vòng tay 10.000 đồng với cáo buộc ăn cắp. Mới đây, một tài khoản đã đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện với nội dung truy tìm người thân bé gái này mới qua ăn cắp của cửa hàng một chiếc vòng tay. Trên tay là tang vật bé lấy nhé, ai là người nhà thì qua cửa hàng làm việc với em ngay ạ. Ngay sau khi bài viết này được đăng tải, đã phải nhận về khá nhiều những bình luận tiêu cực đến từ cộng đồng mạng vì đa phần mọi người đều cho rằng em bé còn non nớt chưa hiểu chuyện mà đăng tải rõ mặt em lên mạng như vậy sẽ khiến em bị ảnh hưởng về tâm lý nặng nề. Được biết, hiện bé gái đang ở trọ cùng với bà ngoại, còn bố mẹ thì đang đi làm xa. Ngay sau khi sự việc này xảy ra, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đắk Lắk, nơi xảy ra sự việc, đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xử lý các đối tượng về hành vi xâm hại trẻ em và sau đó thì đã đưa em bé đi kiểm tra sức khỏe. Cũng tại cơ quan công an, người nhà của em bé đã chia sẻ rằng em đã tự ý đi đến cửa hàng mà người lớn không hề hay biết. Sau khi được thông báo thì gia đình đã đến đón em về, đồng thời gửi lời xin lỗi đến chủ cửa hàng về hành vi của con cháu mình. Còn về phía chủ cửa hàng cũng là người đăng tải thông tin hình ảnh của em bé lên mạng xã hội đã chia sẻ rằng bà rất hối hận về việc làm của mình. Khi thấy bé chỉ đi một mình, hỏi gì cũng im lặng, lại có hành vi lấy cắp đồ nên bà mới đăng ảnh bé lên mạng nhằm mục đích để người nhà thấy, đến đón bé về sẽ dạy dỗ để bé không tái phạm. Người chủ cửa hàng cũng nói rằng bà không đánh đập hay dọa nạt bé. Qua sự việc này thì bà cũng đã rút ra được bài học cho chính bản thân mình.